Hello. Hello mọi người, đây là hôm nay là giới thiệu cái con máy ZT155 Plus Pro. Plus Pro là có cái chè là bằng màu trắng. Ừ. Thấy à, thì khác biệt màu trắng. Với lại là đèn xi nhan. Ừ, hai nhanh hai bên. Chỉ phù hợp cho thằng ngành công nghiệp, nông nghiệp của Thái Lan và Campuchia. Phù hợp cho chạy ngoài đường. Đó, đây xe người ta sẽ có nè, đây. À, cross và pha. Đó, xin nhanh. Đó, trái phải. Ok. Rồi, đây sẽ có cổng sạc đó cho mọi người sạc điện thoại. Đó. Đây. Ok, giờ mình sẽ quay máy thử cho mọi người xem nha. Cái dè này sao? Cái dè này là dè bằng sắt. Không phù hợp phải không? Đó, nên không phù hợp với dùng hay dùng Việt Nam. Cái dè bề ngang rất nhỏ. Đúng rồi, mà con mua cũng như không à. Ừ. Đúng rồi, nên không có nhập về đâu, nó có hơi chưa được nửa bánh đó. Chưa được nửa bánh nữa. Giờ mình sẽ quay máy cho mọi người coi ha. Trước khi quay thì sao? Chứ quay hơn gặp tay quay chưa? Đây kỹ sư Thái Lan sẽ quay thử bà con coi. Mà tao quay trước. Đấy, tại sao đút vô. Rồi. Nhớ mọi người khi quay máy á, mọi người mới khởi động thì nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Quay chậm thôi, thì nào muốn khởi động máy mình sẽ tăng hết lực lên. Đây có đèn nha bên trái hả? Lớn lên coi đèn nha chút em. Đó. Đó đèn nha anh bà con. Đây là đèn xi nhan. Đây xi nhan LED nha, full LED. Pha LED, cốt LED và xi nhan LED. À. Cái đó thì phù hợp đèn LED. Đèn LED đèn pha. Pha LED, cốt LED và xi nhan LED. Làm cho ngoại ô ngoài đường cho Thái Lan và Campuchia. À chạy ngoài đường. Việt Nam mình là chính phủ không cho xe công nông chạy ngoài đường. Nó không có nhập nhập về được. Việt Nam thì không cho chạy ngoài đường. Quá chạy nhiệt. Mọi người nó mua cái bô này. À. Khi mình chạy á, xịn xe văng lên. Mình đi vô một bô, mất thoải mái, không có động cơ. Nhiều. Việt Nam mình có bán không? Hiện tại cái hàng em đang kinh doanh trong bô này, inox 34. Mức giá phù hợp là 300.000 một cái. À. Ống bô này không á. Ống bô này không này. À phút rồi, ok. Ống nó dài. Ống nó ống dài. Ok. Đèn LED đồng hoàng. Pha cốp đồng hoàng. Ngon. Ok. Máy chạy ghiền quá trời đó. Đó như nãy hướng dẫn chỉ á là mình nên đút tay quay vô. Đó, lúc đó vô lên ga rồi từ không từ. Quay đó mình quay lúc đầu mình quay từ từ thôi. À. Đó thì nào một khúc quyết định đó mình hãy hết sức. Cái khi lúc đầu mấy anh hết sức rồi mấy anh chuẩn bị nổ anh mới yếu rồi nó dễ quay ngược đó. Đó không, thì nó không nên nha, không có cho máy đâu. Nghe là mới đầu mà con quay vô có chớn đó, mình quay từ từ thôi. Đó thư giãn enjoy. Đó enjoy đi, thì nào mấy anh quyết định nha, anh đó quay mạnh lên đó mấy em nổ được. Mấy anh lúc đầu mấy anh hết sức xong rồi cứ tới cuối cùng thì mấy anh đuối mình sẽ quay ngược đó. Ok em, còn cái này thị trường Việt Nam sao? Cái gồ giống nhập nhà mình là nhập lút. Đúng rồi, lút à. À, thường thường gồ là nó chạy ngoài đường. Gồ là khác chỗ này chạy kéo máy ngoài đường. Khác kia nào chị ơi? Gồ là khác là miếng dè màu trắng hả? Điểm nhận diện là dè mà sơn bạc. À. Với lại đèn xi nhan LED. À. Đó. Cái dè thì thôi, cái dè này bà con tại không nhập được có nửa dè phải không? Đúng rồi. Cũng như không mà con không nhập. Nó chỉ hạn chế là nghe dính xịt vô máy thôi. À. Đó. Tiếp. Với lại mọi người á, nữa mọi người có dè thì mọi người nên mua một cái gói. Ừ. Để hạn chế sình văng lên. À, con chế thêm cái chân cho cao lên phải không? Này, à. Dễ quay luôn phải không? Đúng rồi, rất là dễ quay. Hẳn như mình cầm vô, ví dụ như không có cái dè đi, mình cầm rất là khó. Ừ. Đó, mua một cái hai cái gói, làm hai gói được đó gì nhà làm. Ừ. Đó, để lên, không để còn mới để mới dễ được. Ừ. Cái kia không có gói kìa. Rồi, có gì đâu? Đây mình sẽ coi khác cái gì ở Việt Nam không? Ờ, dàn xế này là có ổ phá, cái ổ có để hồi giới thiệu cái ổ kia riêng. Ý da già, đó.
Đây nè, ở Việt Nam không có nè. Ở Việt Nam không có. Chỉ có cửa hàng đặt mới khai mới có thôi. Đây miếng già. Người đứng, mọi người đàn ông con trai thì luôn luôn phải có quỷ đèn nè, đúng không? Đó, để có già. Mọi người mới có cái hộp đựng nè. Mà đựng iPhone tiền vô đây. Thuốc hút thuốc nữa. Thuốc hút nó ngon lành. Rồi đừng ok. Ok. Mà đừng mọi người đừng chìa khóa nè, ví dụ có chút chặt gì thì có chìa khóa để sửa. Cái cục này là chắc mua thêm ở ngoài rồi bên Thái thì mình không có. Phải không? Cục này thì phù hợp, không phù hợp với dùng Việt Nam đâu. Nếu mà có nhập về thì cũng không xài. Không xài được. Đúng rồi. Rồi. Ok chưa?